Em xin chào anh Tý ở Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa ha. Có đặt em mixer G4 20kg và clip này thì em test âm thanh cho anh. Và em có tặng cho anh kèm theo một dây ly nha. Qua sen về anh xài em ly. Em test cho anh ca khúc Xua Đi Quyền Thoại ha. À, ca khúc Xua Đi Quyền Thoại. Bét Hoài Phong, nhạc sống. Anh xem clip của em chỉnh nha. Cảm ơn anh Tý ở Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa ha, có ủng hộ em. Vì thời gian rất là hiếm, em còn rất là nhiều khách ngoài Bắc, Hải Phòng nữa. Em sẽ làm test cho anh như vậy là ok rồi ha. Anh nhìn clip của anh lại, có quên thì cứ nhìn xem lại nha. Rồi cảm ơn anh Tý ở Khánh Hòa rất nhiều ạ.